Chào mừng các bạn đến với kênh Ken Channel. Và như ở tập trước thì Sam đã được trả lại cái mặt nạ rồi. Còn bây giờ sẽ vào cái phòng tiếp theo. Ủa, chuyện gì vậy? Các vật dụng trong nhà nhảy múa. Nè nè nè, sao không nhảy nữa đi? Chiếc sofa, đèn học, nhảy đi. Cái bàn, nhảy đi. Ủa, sao đứng im hết vậy? Nè nè, nhảy giống hồi nãy đi. Nè nè, nhảy nè. Ta là siêu nhân Sam, ta là siêu nhân Sam. Ủa, không có ai nhảy múa gì hết trơn vậy? Giống như họ ngủ rồi vậy. À, chắc là thiếu nhạc đúng không? Ở đây có cái máy nghe nhạc nè, mở lên. Ui da, trời ơi. Sao cái máy này nó biết cử động, nó đánh vô tay mình vậy? Alo, có ai đến nhảy múa gì không? Ui, trên tường có bức tranh kìa. Mấy con chó đang chơi đánh bài với nhau. Ui, mình nhấn vô người nó sẽ hú lên kìa. Con chó sói. Còn đây con mèo. À, phát hiện ra rồi nha. Con chó màu vàng nó giấu bài kìa. Sao rồi, đi chưa? Chưa, im lặng, núp đi. Ê, trên bàn có gì vậy? À, một cái đồng hồ. 4:15. Thì ra nơi này đang là 4:15 hả? À, từ lúc lọt vô cái xứ sở của vua bóng tối á, mình không biết giờ luôn. Ê, nó đi rồi kìa, nhảy múa lên em. Thôi, bây giờ chỉ còn một đường nữa là lên lầu thôi. Mình chưa từng lên lầu. Ui, cái cửa hả? Bị khóa rồi. Bên này có cầu thang. Lên. Ui, cái gì vậy? Đây là phòng của vua bóng tối, không phận sự biển vào. Là không cho mình vô á. Trời ơi, mình đã đến được căn phòng của vua bóng tối ở rồi. À, tìm được chiếc ghế. Hên quá. Tao đây coi có gì đây. Wow, ở đây còn có con gà nữa. Ui, có xe bút bút nữa nè. À, thì ra thế giới đồ chơi nằm ở đây. Chắc là vua bóng tối cũng thích đồ chơi lắm nè. Thôi, mình chưa có bảo bối, mình không dám vô đâu. Thôi mình đi xuống đi. Ui da, ui cái đầu rồi. Mình chạy nhanh quá. Rồi bây giờ chỉ còn mỗi cái cửa nè, giờ sao mình vô được đây ta? Cửa này bị khóa rồi. Để coi có cách nào để vô được không ta. Ui, nó hiện lên kìa. Hello, xin chào, đây là cánh cửa chi thức. Ai trả lời được câu hỏi thì mới được vào cánh cửa này. Vậy hai ông cứ hỏi đi, Sam sẽ trả lời. Ôi trời ơi, coi thằng bé nó tự tin ghê không. Từ đó tới giờ chưa ai mở được cái cửa này đó. Những câu hỏi mình hỏi đều là những câu hỏi khó không à. Đâu có dễ gì mà giải được. Không, Sam muốn được thi. Ui, thằng nhóc này nhìn ngốc nghếch vậy. Nó không trả lời được câu hỏi đâu. Nhưng mà đã chấp nhận thì cuộc thi sẽ bắt đầu. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay cuộc thi để mở được cánh cửa tri thức sẽ được bắt đầu với cậu bé tên là... Dạ con tên Sam. Ok, với cậu bé tên Sam. Sở thích là chơi những trò chơi trí tệ như là caro, cờ tướng, cờ vua. Thích phiêu lưu mạo hiểm và đặc biệt thích sưu tầm tem. Ồ, Sam không có thích sưu tầm những con tem. Sam chỉ thích dán tem cho mẹ đi gửi thư thôi. Ok, sao cũng được. Đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Nếu trả lời được 4 câu hỏi trong kho tàng tri thức của nhân loại thì chú bé sẽ được vào cánh cửa này. 4 câu hỏi với 4 chủ đề: thế giới côn trùng, khoa học máy tính, nấu ăn và vùng đất vua bóng tối. Hãy chọn một chủ đề đầu tiên đi. Dạ, con chọn khoa học máy tính. Ok, câu hỏi đầu tiên: ngôn ngữ lập trình nổi tiếng nhất thế giới là ngôn ngữ nào? Có 4 đáp án đó. Ui hên quá mấy bạn ơi, Lucy có học về ngôn ngữ lập trình nè, nên Lucy biết đó là ngôn ngữ C. Yeah, đúng rồi. Ngôn ngữ C là ngôn ngữ viết ra hệ điều hành Windows của Microsoft nè. Ôi trời ơi, đúng luôn. Trời ơi, câu hỏi khó vậy mà cũng giải được hả? Vậy là bé đã vượt qua vòng số 1 rồi đó. Bây giờ chọn câu hỏi số 2 đi, chủ đề nào? Con chọn chủ đề thế giới côn trùng. Thôi, câu hỏi như sau: loài sâu nào là thức ăn yêu thích của động vật có vú như là tê tê, thú mổ vịt nè, rồi chim, rồi bò sát như là rùa, rắn,
là động vật ăn thịt không xương sống như là mực, bạch tuộc. Có sâu bột nè, sâu cỏ nè, kẹo con sâu, sâu mọt sắt. À, con chọn là sâu bột. Lại đúng đó rồi. Wow, yeah, lại đúng rồi. Tốt lắm đó Sam. Không ngờ Sam cũng giỏi dữ ta. Dạ, tại bình thường á, con hay đi tìm kiếm những câu hỏi về khoa học ở trên Google á. Lúc nào rảnh là con chỉ tìm kiếm những thông tin hai bổ ích thôi, con không có chơi game. Hay quá, hay quá. Rồi qua câu tiếp theo, đề tài thứ ba. Con chọn chủ đề nấu ăn. Hãy kể tên một máy móc trong nhà bếp mà sử dụng sóng siêu âm để làm nóng thực phẩm. Chảo chiên, máy nước nóng, cái bếp hay là lò vi sóng. À, cái này biết nè. Cái lò vi sóng là mình để đồ ăn nguội vô, quay lên một xíu là nó sẽ nóng lên. Đó là đáp án lò vi sóng. Wow, lại đúng rồi. Trời ơi, mình không thể tin được, đã vượt qua được 3 câu hỏi luôn. Đây cũng là người đầu tiên vượt được 3 câu hỏi đó. Chỉ còn một câu nữa thôi là có thể mở được cánh cửa của tụi mình rồi. Chủ đề cuối cùng, vùng đất của vua bóng tối. Nghe kỹ câu hỏi nha. Chỉ số áp suất nước của máy bơm trong hầm mỏ gần nhà của vua bóng tối là bao nhiêu? À, hên quá. Hồi bữa mình ở tập 3, mình ngồi trên xe cút kít á, có gặp cái máy bơm này nè. Đó là 780. Nếu mấy bạn không nhớ, có thể mở lại tập 3 để xem nha. Ôi trời, lần đầu tiên có một người thắng tất cả 4 câu luôn. Ui, chúng ta đã gặp thiên tài rồi. Một người tài giỏi xuất chúng. Xin mời Sam bước vào thế giới của những người tài giỏi nhất thế giới. Thế giới của những thiên tài Mozart, Beethoven, Armstrong, những người tài giỏi được lịch sử ghi nhận. Ôi, vậy là bây giờ Sam được vào rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà trước khi vào trong cái phòng này thì phải bình tĩnh nha. Chúng ta vào một nơi mà nó không giống bình thường đâu. Rồi, xin mời. Ôi trời ơi, cái gì vậy? À, da da. Mình lọt vô tàu vũ trụ hả? Trời ơi, nó không còn động lực nữa. Ui, Sam đang ở lơ lửng ở phía trên nè. Ây da, tại sao lại có cái ông hèn ở đây vậy hả? À, cái con người gì vậy? Chân thì dài mà cái đầu hình tam giác kìa. Con lại người ngoài hành tinh. Ôi, chào bé yêu. Con là tiếp viên hàng không của tàu vũ trụ này. Hả? Liêu 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 liêu. Ôi trời ơi, cái tay nắm cửa mà còn biết liêu liêu mình nữa hả? Tao đâu vô phòng này thử coi có gì. Úi cha. Chào mừng cậu bé đến với thế giới nhạc cụ. Ôi ôi, ở đây có hai máy chèo nè. Trời ơi, nếu mà mình có nó, mình có thể chèo cái ghe vô trong cái giếng rồi. Nhưng mà nó cao quá sao mình lấy được ta? Chào cậu bé có biết những loại nhạc cụ này không? Hãy xem bọn ta ca hát một xíu nè. À, kèn saxophone, cái chiên. Ôi, còn có cây sáo của người Ấn Độ nữa. À, còn có cây piano nữa nè. Ôi, cậu bé nhận biết được hết luôn hả? Bác đàn piano ơi, làm sao để lấy được cái máy chèo? Nó cao quá à. Vậy thì bác cho leo lên người bác đó. Dạ, cảm ơn bác. Con leo lên đây. Wow, mình đã cao lên được một khúc rồi. Cẩn thận kẻo té đó. Dạ. Ôi trời ơi, mình đã cao bằng máy chèo rồi. Nhưng mà giờ xa quá, biết phải làm sao? À, mình sẽ đu đưa qua lại. Mạnh lên. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Wow. Ui da, lấy được rồi. Yeah. Cho cháu mượn cái máy chèo đi nha, cháu cần dùng. Ok. Rồi, để coi ở đây còn gì nữa không. Ta là người ngoài hành tinh. Hello, chào cậu bé Sam. Ủa trời ơi. Người ngoài hành tinh biết tên mình luôn kìa. Ý, phòng này là gì vậy? 3G. Ui da, cái tay nắm cửa rớt rồi. À, mình cần nó. Nó sẽ giúp cho mình mở được cái cửa ở cái ngôi nhà bên sông. Yeah, vậy là mình đã có được tay nắm cửa, máy chèo, mặt nạ rồi. Chắc được rồi đó, bây giờ mình phải đi tìm lại hai bảo bối kia thôi. Úi trời ơi, có cái bò con voi nữa. Chạy chạy chạy. Thank you.